bà đã chấm riết xua bà ôn xong không xoay bục thằng anh đi mẹ nè ông có bà mà đòi tái nhầm là bây mẹ sẽ nhái hẹp bóng chung ngồi đây bà nhầm là thật nà rết công an xã ăn ngon hữu bà thật nà rết xã quang xã văn hữu công an huyện Trà Cú công an xã ngon hữu ngày 23 tháng 10 bà cái mài là Kim Vũ Linh ha, sinh năm 1990 chỗ ở là ấp Sóc Cho Trên xã ngon hữu huyện Trà Cú Trà Vinh nè đúng 8 giờ ngày 24 tháng 10 nhằm ngày thứ ba là ngày mai ha có mặt tại trụ sở công an xã Ngũ Hữu để trao đổi một số việc có liên quan ha. Khi đến mang giấy mời gặp đồng chí Triều công an tỉnh và đồng chí trung tá là Trần Văn Nhanh đội trưởng đội an ninh công an huyện Trà Cú yêu cầu ông bà là Kim Vũ Linh là ông Kim Vũ Linh có mặt tại trụ sở công an xã Ngũ Hữu vào thời điểm trên ha. Bà ra tới xua bằng một án cái đá hay bằng thằng nhóm khôi bằng lực nó đánh nhóm khôi nhóm mặt đứng lâu nhóm xua bằng vậy bằng nhóm vậy xin chào bằng vậy nhóm khôi bằng lực chành thì trà màn khôi vậy chạy nhanh ở nhóm nào là bảy nhóm xúc đọc sai là đây là mời để trao đổi một số công việc liên quan em nghe kịp không rồi trao liên quan cái gì anh cứ nói liên quan thì cái đó là bên công an tỉnh không anh nếu em mời em phải có lý do đầy đủ hoặc có những cái gì thông tin đầy đủ trong việc của bên nhà nước làm đúng lực đúng điều những gì đã mà em nói em làm nếu em sai thì nếu em làm theo Liên Hợp Quốc nếu em sai lực của Liên Hợp Quốc anh cứ kiện Liên Hợp Quốc vì Hợp Quốc đã ban cho em làm theo luật đúng 43 điều của luật của bộ Việt Nam nếu anh thấy cảm thấy sai thì anh cứ điều lực những điều khoản nào hoặc cái gì sai anh cứ nói cái này là anh chưa nói em sai cái gì hết em đúng rồi nhưng mà phải có lý do thì em trao đổi một số công việc thì trao đổi vô nhà em trao đổi mời anh vô nhà em trao đổi thì đây em anh gửi giấy mời không giấy mời không lý do đầy đủ em không nhận em nếu em không đi thì em không ký nhận thì thôi thì anh về đúng rồi ok nhưng cái vấn đề là anh phải có đầy đủ cái mà em sẽ anh cứ đem đầy đủ những pháp lý hoặc cái những điều mà em sai anh hãy nêu lên bây giờ anh mời em thì em không nhận giấy mời thì thôi anh đúng thì em nói thiệt anh cứ đem những cái lỗi của em sai anh cứ đem ra thì có chứng kiến là mời em đúng rồi thì có anh đây anh trưởng ấp thì anh cứ đem ra nhưng lực nào tôi không sai lực tôi không sai à, tôi lỗi nào những lỗi nào sai anh cứ đem ra nhưng cái anh nói mời kiểu đó là em không chấp nhận nó có lỗi gì để con nói cho nghe là trao đổi lên mời lên cơ quan trao đổi một số công việc liên quan nếu anh không đi liên quan nhưng em anh nói liên quan nhưng liên quan phải cái gì liên quan mới được liên quan tự nhiên em người dân không có liên quan là sao tôi nói với anh nè nhâm vậy bà lâu bằng thanh nhâm khôi bằng hay nhâm đâu khôi chứ liên quan này nè vậy trong ơi cho bằng này cái này nung trời anh nói thì sao tôi nói được tôi nói là tôi đang nói mà anh cứ nói sao tôi nói được ok anh cứ nói cái đây là công an xã là nhờ mời gồm công an tỉnh với công an huyện toàn công việc liên quan là công an tỉnh với công an huyện trao đổi với anh ok công an xã chỉ là mời giấy đưa giấy mời anh đi anh không nhận hay nhận là chuyện của anh đúng em không nhận tại vì lý do không chính đáng không lý do không đúng vậy thôi tôi báo lại rồi ok rồi chấp nhận nếu anh còn anh muốn lên trao đổi thì cái nhà em có chỗ trao đổi hồi nãy em nói em chưa trao đổi với anh được không thì em thì được trao đổi anh cứ vô nhà trao đổi thì được thì em đứng đây em mời anh vô nhà em có chỗ để ngồi đàng hoàng để trao đổi chứ không phải là làm việc đúng luật nha anh nghe nó em mời anh không nhận với mày thì thôi báo ô cộng xoay bốc thứ hai này có bàn một tái nhầm đè bạc đè rướng nấu mua lấy hết để comment mua lấy hết y mùi nà tăng o báo ôn xin cộng xoay bốc dương tăng o comment mua lấy hết y mùi đồng bay lực nấu ơi comment cộng dương tăng o nè báo ôn dương trâu mến cho bạp cái đây cho bạp anh trai chết tay dương bà thua mình trâu cho bạp anh trai chết dương mình ai khai nhị tê dương nó cho lưu cho bạp dương ai bờ bạp cho bạp bàn bà ôn nâng ơi chia cà muối đồng bay dương trâu giới nấu à cá đây dương bờ cho bạp bàn tay lược hết thôi mình trâm trâu dương mình ái bờ cho bạp nó bán không dương bàn tê anh nói bà ôn dương bạp ơi cho bạp không có xoay bút chúa bèn chế chúa chế đồng lấy đồng bay ở dương đưng cá đây dương mình khó dương mình trâu của khai tê bàn tay chứa anh chị đường thân nặng kì bàn tay thuớ đòi cá comment mua lấy hết thôi bằng cái nhỉ à cá đè phía nhớ đá nâng của ta đè tay bằng ôn tép bằng nâng tay bằng ôn bạc cái cá ở nhóm thuê những đây bằng tế dừng lực hết phoi nổi áp lực như vậy nào à cá đè ở bây sách thi mà nú dừng ai bà nơ bàn
kênh đây bằng ôn vừa comment tết bản năng tê nhằm bàn tàu kho y tế có comment cá đá lửa mưa sẽ bá bá bây đây bàn tay nhằm bàn khai tê bàn tay mòi chứng mó kênh bàn lụp tê bằng ôn nhảy lãng là bàn lụp bằng ôn nhảy mó là bàn lụp bàn lụp bàn lụp bàn lụp nó xa ma đợt đầy mình nhằm mình bê đá mó mình đè khai chung bàn tay mình nhờ nhờ bằng ôn tê bằng ôn chạm ai cho ba dưỡng pra thơ mấy ôi sức krop pra sức thi mần nu bằng ôn dưỡng chua chay trầm lê hay chua nì giấy đâm bấy ôi anh trai chết đứng phong nè em khó bài Việt Nam kì đồ mó té nè em tì bàn tay nhóm thì mua anh ấy ra trâu cho bạp đồng đọc kì ơi kì mình ao kì mô thua tìm trâu kì mình xin nhà kì tìm trâu nâng hay bằng ôn dưỡng còm trô nâng hay chia cho bạp muối trâu tới anh chân hơi hay dưỡng nâng dưỡng kia mùa nuôi cho bạp dưỡng trâu té mình cá cho bạp nì giấy ai ôi ôi xóm hát xe phái nấu cá đá thua nấu dưỡng chi muối sắt chặt chiết đam dưỡng thua trâm sắt chặt chiết đam bán hơi dưỡng thua lừa với nó dưỡng mình ai tỏ tăng kịp bán tê bảo ta dưỡng chi chặt chiết đam không bán lạc nâng hay bằng ôn côn bằng ôn chị trơn bàn chùa thế sna hay chùa chạy trầm lệch phong đầm bay ôi bằng ôn dưỡng đứng ta à cá đe mình khó khi mình ai rồi với rồi lẽ đầm bay pra nó con ông sùng khom bán tê nâng hay đôi khi nhắm bát bằng ôn mó tép pra ta tấm sắt thì mình nuôi để ăn trái chiết kì xin nhé ở xe sắp vào buổi để tráng nó bạt mà rồi xe sắp bay thì ở trên này nó bạt ở những prapra bạt tại phần đứng tại bạt xong ở quân bạt xong chọc tại phần đứng bạt